Lần này tôi up cái này, cái súng tôi lên 2 rồi anh em ơi. Cháo lên 2 rồi. Hay lắm. Ôi rồi. Bình tĩnh. Ơ dừng lại. Ôi giời ơi. Ok, hello chồng tất cả anh em trở lại với channel của Quy Ác Quỷ nha anh em. Hôm nay tôi sẽ chơi tiếp từ game quen thuộc. Đó chính là từ game The Doom Keeper nha anh em. À, không có chuyên đời nha. Thì đây là tựa game mà tôi chơi được 2 tập rồi, nên là tôi muốn phá đảo cái game này. Cái map 2 nó khó quá anh em ơi, nên là hôm nay tôi quyết định tôi sẽ tiêu diệt con boss, tôi sẽ chiến thắng cái map khó, map 2 nha anh em. Ok, và trước khi bắt đầu anh em nữa, hay hay video này lấy hay thì anh em nhớ bấm like video kia, cảm ơn chú bên cạnh nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Thì hôm bữa tôi chơi tới tôi chơi thua anh em, thì tôi nó bắt tôi chơi lại cái map đầu tiên. Thì bây giờ tôi đã mang cái sức mạnh hủy diệt lên để tôi thắng cái map đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục cái map thứ hai rồi nha anh em. Đây chính là cái map đầu tiên mà không biết sao bữa nay nó đổi cái giao diện thành cái màu tím nhìn rất là kỳ lạ nha anh em. Ok, thì chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ bắn thôi. Thì mình đã có sức mạnh hủy diệt rồi nha anh em. Thì oh shit, what the hell? Oh, thì bây giờ mình cứ chơi thôi, là tự nhiên là mình thắng thôi, tại vì tôi đã đem cái viên ngọc của Thanos lên rồi. Cứ thoải mái lên em. Thì anh em muốn tới cái map thứ hai thì tôi phải chơi lại cho anh em. Nên là bây giờ tôi cũng khá mệt, tại vì tôi đã chơi 2 lần tôi mới thắng được anh em. Khá mệt luôn, nên là nhưng mà vì anh em thì tôi sẽ quyết tâm là tôi sẽ làm hết cái game này luôn. Ok, chúng ta sẽ mở này đi anh em. Mình có 2 loại nha, một đó là cái khí ga này nè, nó sẽ bơm khí ga ở ngoài trong ở ngoài cái lồng, sẽ tăng cái thời gian mà chúng ta có thể đào bới được, cái thời gian của quái vật xuất hiện nó sẽ lâu hơn nha anh em. Còn cái này á là chúng ta sẽ tăng giáp hay sao á, phản đam lại nha anh em, là chúng ta sẽ có một cái siêu châu hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ lấy khí ga siêu cũng được, nhưng mà khí ga đi để mình đào bới này kia. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục cái map hôm bữa chúng ta đang chơi gian dở nha anh em. Thì tôi đã mở khóa luôn cái kiếm này nè, nhưng mà nó yếu lắm anh em ơi, kiếm yếu lắm, nên là mình sẽ không dùng cái kiếm mà mình sẽ dùng cái laser nha anh em. Bếp thì mình vẫn chơi con dơi này thì không có gì. Đây, chúng ta đã sẽ có một cái khí ga. Ok, và chúng ta hôm nay mình sẽ không chơi chế độ Rest the Gear nữa nha anh em, tại vì chế độ này nó khá là khó đối với tôi luôn, nên là tôi sẽ chơi cái chế độ Relic này tiếp, tại vì tôi đã chơi gần cái chế độ này rồi, tôi chơi rất là nhiều luôn. Anh em tôi quay 2-3 tập chứ thật sự là tôi hôm qua tới hôm nay tôi đã chơi khá nhiều tôi mới thắng được đó anh em. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, cứ setting như vậy thôi. Mấy cái dưới này thì nó từ từ mình hết chơi nha anh em, mình không có việc gì phải gấp cả. Oh shit. Oh no, tôi lỡ tôi bấm vào rồi anh em ơi. Ok. Vô. Oh wow, và hôm nay chúng nó sẽ cho chúng ta thành một cái map rất là ngộ nghĩnh nha anh em. Một cái thế giới màu xanh blue nha, không phải là thế giới kia nữa. Hình như là mỗi lần mình chơi là mỗi lần map khác nhau á, game này nó random mà anh em. Oh shit, map băng, what the hell. Ok, xuống thôi. Map nào thì tôi cũng thắng được hết nha anh em, tại vì tôi đã chơi quá là pro rồi. Nổ vô chứ. Trời, ba thua và đái gà. Ok, cái nhiệm vụ đầu tiên chúng ta luôn luôn là nâng cấp cái thằng The Real này nha anh em. Có số cái màu nó kỳ nha, cái màu nó cứ kiểu như anh em bật cái điện thoại ngày xưa mà cái chế độ âm bản á, nó y vậy luôn á. Rồi ok, không điện thoại nào cũng có chứ, anh em thử anh em bật chế độ âm bản thì nó y vậy luôn. Mình sẽ đào thẳng xuống nha anh em. Oh wow, mau hết vậy bạn. Oh shit, cái map này nó khá là thấp nha anh em, chắc là mình phải đào ngang ra rồi. Thì ok, để tí đi, tại vì hôm nay tôi xài loa ngoài nha anh em, nên là tôi không có nghe được rõ cái tiếng game.
nhưng mà tôi sẽ cố gắng được chơi. Ok, kéo lên nào. Ok, chúng ta sẽ vô, chúng ta nâng cấp carry tray này. Oh shit, thôi tôi cảm giác là tôi phải đeo tai nghe vô rồi nè, đằng ngoài nghe lọ quá nha, không nghe thấy gì luôn. Đợi tôi 2 giây nha anh em, tai nghe tôi nó bị rối rồi. Em chơi với nhau tôi không muốn cắt video làm gì, em muốn cảm giác mà chân thật nhất khi chơi với tôi thì anh em cứ chơi với tôi thì anh em cứ chờ đợi nói chuyện cùng với tôi nha anh em. Ok, bây giờ là bao nhiêu giờ rồi? Ok, chúng ta sẽ vào lại thôi. Âm thanh tôi chỉnh có 6% mà nó to đùng luôn. Ok, tiếp tục nào anh em. Oh, what the hell? Ok, và chúng ta sẽ đào ngang qua để chúng ta lấy thêm quặng khoáng sản nha anh em. Ok. Cái nữa mới đủ. Ô, nó có thiên thạch nó rơi qua kìa. Vãi nồi vậy. What is that? Tôi hôm nay tôi khá là mệt nên là tôi xin sức khỏe tôi là không ổn định cho lắm nha anh em, nên là tôi sẽ chơi hơi ngu chút, với tôi nói chuyện hơi hơi xàm chút nha anh em. Ok, vô. Mày, ôi giời ơi, easy. Cảm giác map, cái map hôm bữa mình chơi khó thôi, còn lại mấy cái map này thì easy. Nãy tôi đã thắng luôn cái map màu tím kia rồi, thì không có gì có thể cản bước được tôi rồi. Ok, mạng lên hết, không được nha anh em. Ê, ê, mình đang đào. Ủa sao ở dưới tôi kia tôi đào nãy giờ cái quỷ kia mà tôi nhìn tôi không thấy, tôi quên mất anh em. Nhưng nãy tôi đeo tôi nghe vô cái tôi quên là tôi đã đào được nguyên cái này dưới này nè, đấy nguyên cái nâng cấp luôn mà nãy giờ mình quên luôn. Anh em nào mà thấy game này hay thì có thể tải về chơi thử nha anh em, khá vui luôn. Ok, và chúng ta sẽ mang hàng hóa lên thôi. Hôm nay thì mình sẽ không dùng được cái teleport này nha anh em, tại vì teleport này cái nó phải cần cái hang nào nó sâu xuống, nhưng mà cái hang này nó đã bị giảm sức mạnh rồi anh em ơi, cái hang này nó hấp lè tè không có sâu, nên là mình có thể mình chọn cái laser này nè, hoặc là mình chọn bỏ cái nâng cấp luôn để mình lấy được 2 cái viên tam giác để mình nâng máu nhà nha anh em. Nhưng mà tôi sẽ chơi laser. Ôi rồi ơi, sao gấp hết cục rồi. Mình sẽ nâng rêu này trước nha anh em. Sau đó tôi sẽ nâng cái khẩu súng tôi lên level 2. Là sao? You will be when close to it. Ok. Hình như là tôi đã có một cái búp để, nhưng mà mình phải bấm nha anh em. Mỗi lần mà gần tới cái quái vật ra thì mình sẽ bấm nha. Rồi tôi bấm rồi đó, tôi bấm E rồi đó. Có gì xảy ra không? Oh shit. Ủa sao tôi bấm E mà không delay được ta? Kỳ vậy ta. Mày. Ủa rồi, sao con chim mập này mạnh vậy? What the hell? Thôi mình lên mình nâng cấp cái nhà chính cái đã nè. Này nè. Đây chúng ta sẽ nâng cái này để chúng ta biết khi nào quái ra. Ôi trời ơi, có đủ đéo đâu. Để mình còn delay lại nữa nè. Ôi trời ơi, map khó thế. Làm thế này sao mà đào được? Nó làm cái đường vòng nha anh em, nó rất là khôn nha, nó làm cho mình phải đi cái vòng thì mình mới tới đây được. Khôn lan. Ôi rồi ơi, không có cái gì chân vậy. Ok, có vàng rồi. Lên nâng cấp lẻ anh em. Nắng quá. Nắng quá. Bỏ bớt cục ra đi. 6 viên thôi, mình chỉ nâng được 6 viên thôi nha anh em, mặc dù
Theo tôi thì cái map đầu tiên thì mình nâng cấp cái carry mình lên 2 thì mình đã nâng được 6 7 8 viên rồi, nhưng mà bây giờ cái viên này nó nặng hơn rồi. Càng ngày càng khó anh em. Xin nâng này. Để nó báo mình biết khi nào là quái vật xuất hiện nha, mình sẽ được delay lại, mình sẽ được quản lại cái thời gian thêm một miếng thời gian nữa nha anh em. Ok. Rồi sao? Không được anh em ơi, không kịp rồi. Mình phải bấm, mình phải chạy lại cái chỗ khói đó để mình xịt khói ra nha anh em. Vậy thế thì cũng như không, mình phải chạy lại thì cũng như không rồi. Cần gì phải delay nữa. Ôi rồi ôi, nó mạnh thế. Tỉnh bạn. Ôi rồi không ổn anh em ơi. Fit bà nó nhà lại mới được. Khó đấy, game này bắt đầu khó rồi đó anh em ơi. Tại vì cái map này lần này nó chơi tôi rồi, nó làm cái map khó quá. Cái map thế này thì chó chơi à. Như có cái quần đó nó chặn ở giữa, nó không có đào xuống được, khiến mình phải đánh cái vòng là rất là tốn thời gian luôn. Thề tôi còn 5 6 cục vàng ở dưới, nhưng mà tôi sẽ đào bên đây thử có nó được gì không. Không có cái gì luôn trời, khó thế. Ok, chúng ta đã đào được một cái gì đó rất là ngon rồi anh em ơi. Mang lên đi, vàng tính sao. Để tôi lên trển tôi xịt khói thử xem có gì xảy ra không nha anh em. Vẫn chưa biết là cái khói ấy là nó làm được cái gì. Mày, ok. Ok, lên xịt khói luôn. Đây, bây giờ chúng ta đã có những cái nâng cấp khác rồi nè. Mình sẽ có một quả bom là giúp mình đặt xuống hầm, nó sẽ nổ cái bùm và mình sẽ không cần phải đào cái xếp số đó, nhưng mà cũng ngon á. Còn cái máy này sẽ giúp chúng ta đổi cái tài nguyên, đổi cái loại như là mình đổi vàng thành thành sắt, thành nước như vậy em. Nó kiểu vậy thì mình sẽ cân bằng được cái tài nguyên của mình. Tôi cảm giác là tôi sẽ cần cái máy này, bởi vì cái nước á, cái cục tròn tròn á anh em, cái cục tròn tròn tôi đang mang á thì nó khá là phế luôn, cảm giác là nó không, tôi không có dùng nhiều đó, nên tôi sẽ dùng cái máy này để tôi biến đổi nước nó thành vàng nha anh em. Ok rồi, xịt luôn. Ủa rồi sao? Xịt vậy là được về. À, nó sẽ chạy cái thanh khói khí ga kìa anh em. Để mình cầm cự thêm được một xíu nha. Ok thôi, bò lên cho lạnh. Thế thôi hả? Ok, sao cũng được. Sao cũng được, có còn hơn không, méo mó có còn hơn không anh em. Ok, mình phải tập trung mình chơi thôi. Con chim nó mạnh lắm anh em ơi, map này con chim nó mạnh quá. Ôi trời ơi. Ok. Ôi. Cái con này là cái con quái vật đầu tiên thôi mà sao nó mạnh vậy? Ok. Để xem có cái gì để nâng cấp không. Nghĩ nâng cấp súng là ngon nhất lúc này rồi anh em ơi. Khá căng, game làm khá khó luôn rồi. Cảm nhận được áp lực khi chơi game này. Ôi rồi ơi, không có một cái tài nguyên nào của chúng ta có thể đào được hết. Mang bà nó vàng lên đi. Còn đống vàng đây nãy giờ quên đào. Đúng là sống trong phút mà không biết đó là phút anh em, đó chính là tôi. Sống trong phút mà không biết hưởng. Tối ngày cứ đi đào tào lao không, trong khi có một đống vàng ở đây éo đào. Mình sẽ đợi cái máy khí ga nó sạc lại, mình sẽ bấm vô để nó hồi thêm một khoảng thời gian nha. Rồi 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 xong. Không ổn tí nào. Tự nhiên tôi bấm vô cái máy nó gớt bà 2 viên vàng xuống đây rồi.
Quái vật sắp xuất hiện rồi. Ôi giời ơi, sao cái viên vàng này nó văng qua đây rồi. Thôi nên lên nâng cấp súng đi. Sửa cái nhà lại. Ôi giời ơi, éo ổn rồi em ơi, éo ổn rồi. Quay delay 0.3. Nâng cái này thì chúng ta sẽ cầm cự được thêm miếng thôi, mà mình không có cần nữa. Cái này giúp cái này nó còn lõ hơn nữa, nó đếm ngày xa anh, nó đếm ngày xa em luôn. Nó sẽ cho chúng ta một một dấu hiệu để chúng ta nhận biết là chúng ta đã tồn tại được bao nhiêu ngày rồi. Chứ gì vậy, chơi là để thắng mà, chúng ta phải chơi để đếm ngày đâu bạn. Vô. Ôi bể nhà Lần này tôi rồi. up cái này, cái súng tôi lên Rồi. hai rồi em ơi, cháu lên hai rồi. Hay lắm. Tôi lạc quan giữa đám đông, khi một mình thì lại Ôi xong rồi, rồi. cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt Là tự tính. động. Ồ, dừng lại. Rồi xong, một tôi cảm giác là một Ôi quay nữa là chúng ta sẽ ra đi anh em ơi. Ôi rồi ơi, sao dạo này mình chơi gà thế nhờ. Hô lên bạn ơi, để xem mà, tôi nâng cấp cái gì nè. Bây giờ sắp chết tới nơi rồi, chắc nâng cái nhà cho nó trâu lên. Tầm này khó rồi. Để mình lên mình xịt cái khí ga để mình tồn tại thêm được miếng thời gian nữa nha. Chưa xịt được. Ê, rồi. Mình có nâng cấp máu hay là mình nâng cấp cái cơ thể, cái body mình khỏe hơn nha. Khi mà tôi ngồi trong đây á, tôi không biết á là cái máy ở phía dưới nó có chạy không nha anh em. Cái máy dưới này nè, cái máy mà đang sản xuất vàng, không biết nó có chạy không. Nếu mà nó chạy thì ngon quá. Rồi bây giờ giây phút đó cũng đã đến, chúng ta phải lựa chọn. Một đó là nâng máu, hồi nâng máu đi. Tầm này sinh tồn trước anh em ơi, mấy việc khác thì cứ để sau đi. Đi ra hồi lâu quá vậy. Nhanh lên bạn ơi, để tôi đến tôi xịt nữa này. Thôi khỏi xịt đi, mệt quá. Trời ơi, có bảy vậy, thiếu một cái rồi bà. Qua đây nhặt cái viên nãy mình rớt xuống nè. Ủa mình lụm rồi mà. Ôi ôi, trí nhớ tôi nó đã đi về đâu rồi. Nó không còn minh mẫn như ngày xưa nữa anh em ơi. Ok. Mà ngày xưa anh em đâu biết tôi đâu. Alright. Oh shit, nhanh thế nha. Dừng lại. Ôi ôi, bình tĩnh thôi. Gì mà căng vậy? Đúng rồi, stop chìm lại, con chìm ghê quá. Con chìm đam to quá. Chưa 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 thua. Ok, chưa thua là chưa thua nhé. Tương lai này sẽ đi về đặt ngón. Ủa rồi, ngon 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 ngon, vị cứu tinh của chúng ta đã tới rồi anh em ơi. Hay quá. Hay quá anh em ơi, chúng ta đã có ba cái viên hình tam giác, chúng ta sẽ hồi máu lại khá được, khá nhiều máu luôn á. Chưa chết đâu nha. Chưa thua được. Mình lên mình xịt cái khí ga đi. Mình sẽ nâng cấp này chạy cho nó nhanh, hay là cái này thôi, lần lỡ lần rồi, cái nào cũng như nhau, thời gian nó cũng như nhau thôi. Chúng ta sẽ chạy speed run nhanh để mình đi xuống mình lấy đồ mình mang lên đây em ơi. Ok,
Come on. Cái khi ga nó delay được có một xíu à, nó khá lỏ nha anh em. Cũng không có trông chờ gì nhiều được. Rồi ok. Hô nhìn cái nhà kìa. Thấy thương quá à. Ok. Vẫn chưa đầy máu được. Ôi trời ơi. Kiểu tôi lạy ông đi qua lạy bà đi lại. Hãy cho tôi một cái viên đá hình tam giác đi. Tam giác là tác giam là tam giác. Tam giác là đánh nhốt. Ok, mang hai viên vàng rồi. Có còn hơn không. Tầm này mình phải nhanh anh em ơi. Mình chậm quá quái nó vô nó giết mình. Vẫn không đủ cái này. Cây thế nhờ. Để xem. Nâng... Ủa cái giáp đâu, cái siêu đâu? Phải nồi, không có cái siêu hả? Đây rồi mình xem tiếp. Ôi giời ơi, tôi nâng cái nhà này nhưng mà nó không cho mình nâng cái giáp của nhà lên nha anh em ơi. Xong rồi. Tất cả đã kết thúc. Rồi, cố lên. Chưa thua, còn nước là còn tát. Vì con chim trước. Đúng rồi, hay lắm. Còn không? Còn con nữa thôi, không sao, chưa chết được anh em. Còn dẻo dai lắm. Mình sẽ nâng cái đào của mình lên 3 nha anh em. Còn không? Ok, chúng ta sống rồi. Tôi đã sống. No, no. No. Lượm cái này lên chứ. No. Are you kidding me? Tại vì tôi nếu mà tôi đem theo cái viên vàng đó theo thì nó sẽ nặng lắm anh em. Nên là mình cố gắng mình đem ít thôi để mình tăng tốc lên. Chúng ta sẽ hồi phục được khá nhiều máu. Có vàng luôn. Mình sẽ tách mọi mấy cái nước của mình thành vàng hết như này. Này sẽ giảm được sát thương nè, khá nhiều nè, nhưng mà mình quan trọng lúc này là mình hồi máu đi. Giảm đam hay không thì tính sau. Đi xuống đây mang thỏi vàng lên. Còn gì nữa không? Ok còn. Ôi xồi ngon ngon ngon. Lên nhanh lên nhanh. Quái vật sắp xuất hiện rồi. Tôi không thể nào tôi đập tiếp được anh em ơi. Không đủ thời gian đâu. Nếu mà mình đập cái đống đó mà mình mang lên nữa là hết bà nó giờ luôn. Ok nâng cấp thôi. Tôi sẽ cố gắng đi. Tôi nâng cấp cái nhà để cho nó trâu nha anh em. Hoặc là mình nâng cấp súng đi. Ừ súng đi. Súng trước nha anh em, nhà thì nâng sau. Nhưng mà phải nâng mới được, không nâng thua. Rồi, vào đây. Vào đây đây. Ôi giời, con gì đấy? Con chim, con còn quạ gì vậy? Thần trùng hả? Tôi tải thần trùng rồi nhưng mà tôi chưa chơi anh em. Sợ lắm. Nào rảnh chơi. Nào nào muốn tôi chơi thần trùng thì để lại bình luận phía dưới nha anh em. Ôi giời ơi. Tỉnh thôi bạn. Ơ, à, cái mắm, cái quay quái này dễ nha. Có mấy con vậy. Em nó biết mình, nó làm khổ mình nhiều quá, nó cho mình quay dễ nha này. Còn cái gì không? Mấy viên vậy, còn không? Hết rồi. Còn cái gì đây? Ngon, 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 vô rồi, trúng mánh rồi em ơi. Chúng mánh rồi em ơi, ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Gắn lấy thêm viên hay viên nữa. Không nổi, không nổi em ơi. Cố gắng quá, quá cố đó. Cố quá là quá cố đó. Giờ mình chạy lên mình xịt cái bình oxy để mình cầm cự thêm được xíu nha anh em. Căng lắm rồi, map này căng lắm rồi. Thề có chúa.
Xịt xịt, ok. Nâng cấp, nâng cấp. Nâng này đi. Ok. Sẽ cố gắng tôi xuống tôi vét hết nha anh em. Nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ok. Được, 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 được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viên. Khá ngon. Khá ngon, khá ngon, khá ngon. Cố gắng lên nâng cấp nhà cho châu châu tí anh em ơi. Sắp chết tới nơi rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Ok. Ok, vẫn chưa đủ anh em ơi. Cố gắng để mình nâng cái này trước nha anh em. Anh em sẽ nâng cái head 400 này trước khi mà mình tăng máu. Tại vì tăng này nó sẽ tăng theo phần trăm, nên là máu của mình càng nhiều thì nó sẽ tăng càng nhiều nha. Nên là mình sẽ để dành cái quỹ này lại. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng nâng cấp tiếp theo là mình nghĩ là mình sẽ nâng drill luôn. Ôi rồi, thôi cứ vậy đi. Cảm giác không ổn tí nào. Mày láo mày. Bắn con chim, đúng rồi, bắn con chim đi em. Mày. Đúng rồi, hay lắm. Hay lắm. Bây giờ mình sẽ xuống mình đào cực mạnh nha. Tại vì tôi nâng cấp cái đồ đào rồi, phải làm đào cho nó xứng đáng. Vẫn còn rất nhiều đá đây. Cố lên. Ok, ok. Có cái gì màu nâu nâu vậy? Ok, cố lên. Buông ra. Buông tao ra. Trời ơi. Nó tự nó đứt ra anh em, chứ tôi không có thả nó ra đâu. Ơ, oh, no, 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 no. Cái viên này thì không được đứt. Nghèo lắm rồi. Cái video này sẽ khá là dài nha anh em. Tôi sẽ cố gắng tôi phá đảo luôn. Thử xem phá đảo nổi không nha. Cái khúc nào mà cắt được thì tôi sẽ cắt ra. Còn cái khúc nào mà... khúc nào không được thì thôi. Để xem. Bây giờ mình có rất là nhiều máu nha anh em. Mình sẽ mua luôn. Cái tầm này để làm gì. Mình sẽ cố gắng mình mua cái 14 này. Ok, xuống lẹ. Hết giờ rồi. Nhưng mà vẫn xuống. Đào bên đây nha. Bên đây thì nãy giờ chưa đào. Thì cứ đào thử xem. Có gì đây không. Thôi lên 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 lên. Ok, ok. Để xem mình nâng cấp được gì nha. Mình sẽ nâng cấp cái này. Thôi, để dành nâng máu đi. Mấy cái này tính sao nha anh em nha. Quốc thôi. Tôi sẽ rất là tập trung luôn, thật sự. Tập này tôi sẽ cực kỳ try hard luôn nha anh em. Trời ơi, đông thế. Con chim nó bay nhanh thế. Đùa hả? Yeah. Mày, mày bắn nhà tao hoài hả? Thằng trùng, thằng trùng. No, 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 no. Ôi trời ơi. Ok. Nãy bên đây còn gì tôi chưa nhặt không nhỉ? Quên, chứ nhớ dạo này kém lắm. Ok, còn vàng. Tôi đào sắp hết cái bà đó, cái mai luôn rồi đó, mà chưa tìm thấy cái giành chiến thắng nữa. Lên lên xịt khói cái anh em. Lên xịt khí ga cái, tôi cảm giác là mình sắp thắng rồi đó, tại vì tôi đào cũng gần hết rồi. Mà nói gì chứ cũng phải chơi cẩn thận anh em ơi. Khinh địch là hửi địch liền. Lên xịt khí ga thì mình sẽ chạy xuống được thêm một lần nữa. Cố lên. Cố lên. We can do it. Anh em nhớ, nếu mà anh em muốn ủng hộ tinh thần cho tôi, nhớ để lại like video, đăng ký kênh, bấm vào chuông bên cạnh nha anh em. Nó nhỏ thôi, chỉ anh em mình biết thôi. Ok. Rồi, ok. Ok, chúng ta đã xong, nâng cấp xong cái nhà nha anh em. Cái nhà mình rất là trâu rồi. Tôi muốn nâng cái này nữa, nhưng mà mình không đủ. Hai cái này thì mình sẽ để dành mình nâng máu nha anh em.
rồi. Ok, ô cái khí ga nó không không hoạt động rồi, nhanh đi, thôi để cái quay sau đi, đứng đợi khí ga tốn thời gian lắm. Bây giờ cái hố sâu quá rồi, mình không thể nào mình nhanh nhẹn được nữa rồi. Để mình đập mấy này để mình mở đường nha anh em, để ngồi có gì mình chạy lên cho nó nhanh. Bên đây nữa. Rồi thôi lên. Cảm giác là quái sẽ mạnh hơn rất là nhiều rồi đó. Ờ bây giờ mình có thể nâng không thể nâng gì, nhưng mà mình xem thử xem mình sẽ tiếp tục mình nâng gì nha. Cái đào thì mình cảm giác là cái này khá mạnh rồi, không có cần nữa, nhưng mà mình sẽ làm hai cái này. Ok, vào đây. Sẽ tập trung, cực kỳ tập trung luôn. Rồi ơi. Ôi trời ơi, con gì to quá, con gì vậy? Trời đất tối sầm lại rồi. Ủa sao sao màn hình bên trắng bên xanh vậy bà? Lỗi game hả? Tự nhiên cái màn hình anh em nhìn nó lỏ, tự nhiên nó có một bên nó trắng rồi. Sắp thắng rồi em ơi, đào đủ sâu rồi. Tầng này cứng thế. Cố lên. Vì chiến thắng của chúng ta. For honor, vì danh dự. Còn nữa hả? Sâu vậy. Ok, có vàng. Vàng là có tiền. Tự nhiên cái bật cáp lóc hả? Vô duyên không? Bật thì bật luôn, sợ gì mày. Lên xịt cái khí ga thì mình sẽ chạy xuống được á nè. Đủ thời gian á. Quăng bà nó cục vàng lại đây đi, đỡ tốn thời gian. Mình phải trân trọng từng giây phút mà mình có luôn. Ok. Red. Đây, nâng cái này, chạy xuống cho nó nhanh. Úi dồi, như một vị thần vậy. Sẽ biết nó nhanh kìa. Thôi 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 thôi, cảm giác không kịp rồi anh em ơi. Không được 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 lên. Được 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 được, tin tôi sẽ làm được. Ok 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 ok, nhanh 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 nhanh. Ok yes, vừa kịp. Tại vì nếu anh em chậm một giây thôi thì con quái nó sẽ đánh thủng nhà mất. Ok, mấy con quái nếu mà nó đi một hàng vậy thì mình sẽ dễ đối phó hơn nha anh em. Ok, rất là dễ luôn. Anh em thấy một người chơi trình độ cao người ta chơi nó khác hẳn không anh em? Nhớ những ngày nào chúng ta chơi với nhau chúng ta còn gà, bây giờ chúng ta bờ rộ thế rồi. Có vẻ là tôi là người chơi game này trình cao nhất rồi. Trời, khá hay rồi. Ok. Ok ok, đào thôi. Còn gì nữa không? Cố lên, mình sẽ cố gắng mình đào những cái block mà nó mềm nha anh em. Xem có vàng có gì không. Có vàng, có vàng. Mang phần nữa lên đi. Từ thôi, không gấp anh em. Cái này mình phải mang hai lần, một lần không bao giờ nổi đâu. Thề. Một lần không bao giờ hết được cái đống vàng đó luôn. Ô coi, có hai viên vàng đây nè, ngon. Tôi sẽ auto vàng luôn. Chúng ta đã hết cái tam giác này rồi đúng không? Không, còn một cái.
bao nhiêu tiền thì giờ chúng ta sẽ đập vô hàng ngày. Mình không đủ tiền để mình nâng cái súng rồi, nên là mình sẽ nâng cái 6 mana này. Mình sẽ nâng thêm cái carry để mình đem lên được nhiều hơn. Nâng cái này 6 mana. Ok. Bây giờ mình cần, rất là cần những cái viên hình tam giác nha anh em. Thôi, thế thôi. Không tham anh em ơi, tham thì tham á. Biết mình về nhanh thế. Vù phát tới nơi luôn. Ok, vô. Cứ ra đây đi. Bố mày không có sợ mày đâu. Mày. Chim trước nha anh em, ưu tiên chim trước nha. Đóng vậy, đóng vậy, đóng vậy. Đông quá. Ok. Ok, cố gắng thôi, cố gắng thôi. Còn nước còn tát. Sao đào máy không thấy cái, không thấy chiến thắng ta? Cái đó nó nằm ở đâu vậy? Ôi, còn một tầng nữa hả? Thôi, xong rồi. Thế là hết. Tôi biết vậy tôi không có nâng khí gà đâu, vô bổ vai đái luôn. Vô bổ vai cứ không không có một tác dụng nào luôn, thề. Nhìn cái nhà thương quá đi, nhưng mà không có còn cái kia nữa. Rồi rồi ơi, cứu mạng. Mình sẽ nâng cái này để mình cầm cự thêm được một xíu. Tầm này sắp chết rồi. Nâng đam cho súng hả? Nâng cái này. Cái nào cũng vậy anh em ơi, tầm này mình sắp thua rồi. Không còn cái gì để mất hết. Xịt 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 xịt. Hồi nhanh bạn ơi, cho tôi xịt. Không xịt là tôi chết đấy. Thôi thôi nó lâu quá. Rồi bỏ. Nó vẫn hồi rất là lâu nha anh em. Anh em đừng bao giờ nâng cái khí ga nha. Tin tôi đi, nó yếu lắm. Thôi đứng đây đợi cái chết đến chúng ta luôn. Hy vọng là mình sẽ phòng thủ được nha. Cố lên. Chúng ta sẽ làm được. Chỉ cần chúng ta qua quay này thôi, chúng ta sẽ chết ở những quay sau thì cũng được. Nhưng mà mình phải sống chứ. Ok, để ở giữa nha. Ok, chim. Ôi, con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Thôi xong. Ôi trời, tôi đã cố gắng lắm rồi em ơi. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Sorry anh em, nhưng mà tôi đã cố gắng lắm rồi. Tôi sẽ cố gắng được, tôi giành chiến thắng nha nè. Ok, tôi sẽ cắt. Cắt đi, lúc nào thắng thì tôi sẽ báo anh em biết. Cố gắng lắm rồi. Sorry nè. Thousand years later.
Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms, this is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi thôi anh em ơi. Thì sau 7749 tiếng tôi chơi lại từ đầu, và tôi chơi một cái ải kia, tôi chơi màn kia, tôi chơi thua, và tôi chơi tiếp cái màn trước đó, tôi thắng cái màn trước đó, thì chúng ta mới tiếp tục được chơi tới màn 2 đây. Thì đây là cái map màu vàng nha anh em. Cái map này là cái phần đầu tiên tôi chơi, thì tôi chơi map này nên là mình sẽ cố gắng phá đảo cái map này nha anh em. Đây là level 2 đó, đây là cái map thứ hai của cái game. Thì khi anh em thắng cái map đầu tiên thì nó sẽ đưa anh em qua một cái map ngẫu nhiên, thì chúng ta sẽ chơi tiếp thôi. Nãy giờ tôi chơi một mình, tôi không quay để tôi tập trung, tôi chơi dữ lắm luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, hy vọng là chúng ta sẽ thắng. Bởi vì map này tôi cảm giác là tôi có một khởi đầu khá là thuận lợi. Để tôi sẽ cho anh em xem hàng của tôi nè. Tôi đang có tới 6 cái cục, 6 cái viên hồi máu lần anh em. Tôi sẽ không nâng cái này nha, cái này nó tốn 5 viên là mình sẽ để dành để mình hồi máu lại nha anh em. Ok, thì chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta chơi để xem mà nâng cấp chúng ta. Bây giờ mình sẽ ưu tiên nâng cái súng trước nha anh em. Cái súng này khá là quan trọng luôn. Nghĩ là sẽ nâng này. Và bây giờ tôi nói hết nọ anh em ơi, tôi chơi sáng giờ tôi chơi vãi đái luôn, tôi chơi game này. Oh shit, what the hell? Con gì đây? No. Ôi giời ơi. Hai con luôn. Ây da. Cố lên em ơi. Đừng. Ok. Thật sự bây giờ tôi nói chuyện hết nổi rồi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng đi tôi bình luận nha anh em. Cái con đó, cái con gì mà nó mạnh quá. Nhưng mà đây tôi đã đào cái hầm rất là sâu rồi. Giờ tôi đã đào tới đây rồi anh em. Hy vọng là mình sẽ giành chiến thắng luôn nha. Mình không có cần phải lụm nước luôn anh em ơi. Giác là như vậy. Mang cái số vàng này lên nâng cấp thôi. Chậm mà chắc. Không, game này chậm là thua. Game này phải nhanh mới được. Tôi đã đập hết cái phần khúc trên đây luôn. Cái map này khá đẹp nha anh em. Map này nó không có bị khuyết ở giữa, nên là mình rất là nhiều đường để mình đi luôn. Nên là mình thoải mái hơn nha anh em. Đây cũng là level 2 luôn nên là nó khá căng luôn rồi đấy. Mình sẽ nâng máu của nhà lên. Và mình sẽ hồi máu cho đầy cây lại. Quái vật sắp xuất hiện thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta đi kiếm vàng để chúng ta nâng cấp súng nha anh em. Đập được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Ok, chúng ta sẽ đập. Đáng hồi mình đỡ tốt thời gian mà đập nha anh em. Giờ mình chạy lên lẹ để mình phòng thủ.
Oh my god, bây giờ anh em nghe cái chất giọng của tôi nó đã quá tệ rồi. Không rồi. Vô. Có thể hồi hắn thì tôi cũng không thể nào tôi kêu gào được cho anh em nghe được. Đừng có ra cái con kia nữa nha, đừng có ra cái con quăng trái mìn nữa nha trời. Khổ lắm rồi. Đang rất là kiểm soát luôn. Mình sẽ bắn con chim trước nha anh em. Ok. Qua đây chim. Biết mày qua đây. Anh em thấy tôi cái bây giờ tôi rất là bình tĩnh và rất là không biết nói gì, nhưng mà sợ tôi đang rất là tập trung nha anh em. Không muốn thua đâu. Thề luôn, thua cái này là chịu luôn. Đây là một tập khá là dài nha. Oh wow, what the hell? Ô, tôi nhặt được một cái gì nè anh em? Tôi nhặt được một cái hạt giống gì nè. Drop it into time to plant a new seed hả? Giờ mình sẽ quăng cái này xuống hả? Thử rồi. Có quăng được đéo đâu. Ok, tôi sẽ tìm hiểu cái hạt giống này sẽ dùng như thế nào nha anh em. Bây giờ mình chưa dùng được thì thôi, cứ để đi. Ok. Ok, nâng cấp súng lên. Red. Mình sẽ cố mình nâng cấp cái máu này luôn nha anh em, nhưng mà bây giờ mình cảm giác mình sẽ up cái này lên để đầy cây lại rồi. Ok. Vô. Vào đây đi. Chúng ta không còn thời gian nhiều nữa đâu, những con quái vật yêu dấu. Ok. Ôi rồi. Nhanh như bạn. Không còn đủ tỉnh táo để tôi có thể bắn dính nó được. Anh niên này thì từ từ thôi bạn. Ok. Rất may mắn là nó không kịp phạt cho tôi một một quả cầu lửa của nó. Ôi rồi, đây đây đây, cây đây, nó đang mọc nha anh em. Hy vọng là nó mọc ra một cái khoáng sản nào đó giúp chúng ta cái cục màu đỏ chẳng hạn. Tí qua chết cây mới được. Cố gắng mình đào nha anh em. Cứng quá rồi. Còn bên đây là đào được thôi. Cứng cũng phải đào thôi. Lên. Có một viên vậy, ít vậy. Rồi chạy về lẹ. Cảm giác là thấy tôi chạy về không kịp rồi đó anh em ơi. Éo kịp rồi đó. Bước bớt thì bỏ của chạy lấy người. Ok. Quá, cái súng vừa kịp bên đây luôn. Nhanh lên, cái súng quay chậm quá. Ok, diệt con thần trùng luôn. Mày, không mày. Ôi rồi nó chầu thế. Bên này xem có nâng cấp gì được không? Quên. 8 phát mới đủ à? Nhiều phép nhờ. Cảm giác mình sắp chiến thắng rồi, nhưng mà nó lại xa tầm tay thế nhờ.
Mấy cái nước thì mình bỏ đi nè mày. Cốc cần nè. Cầm này nước éo gì. Chúng ta tới cái tầng sâu nhất rồi nha anh em. Cái tầng màu tím này có thể là chúng ta sẽ thắng nè. Cố lên, xuất hiện đi. Cảm giác chúng ta sắp thắng rồi. Ok. Oh, what the hell is that? Ờ, tưởng gì. Đập không nổi nữa ơi, không có tiền nâng cấp cái ấy đập không nổi nữa ơi. Cố lắm rồi. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Lực bất đồng tâm anh em ơi, mình không đủ tiền để mình nâng cấp cái mỏ quặng, cái mỏ đào của mình thì mình chậm quá rồi. Cần tới 12 lần chúng ta sẽ cần khá là nhiều luôn á. Ok, cố lên. Vẫn còn chơi được. Con quỷ này. Mày. Mày. Mày nữa hả? Quay với bạn. Mày nặng hả mày? Ok, nâng cấp lên. Hồi máu lại. Không muốn chết đâu. Cái đồng quanh thu hùa. Cây chưa nở nha nè. Không biết cây đó nó nở ra cái gì. Hy vọng thôi. Hy vọng vào một ngày mai tươi đẹp thôi. Đào bên đây nó cứng quá, qua đây đào cho nó mềm nha anh em. Cứng vãi nồi luôn á thề. Đào mãi chưa thấy cái cửa ta. Thấy đường, không thấy đường thắng luôn em ơi. Cố lên. Thôi kẹt mẹ rồi. Ghét bên đây nó đường cục anh em ơi, qua kia đào. Lên 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 lên. Chúng ta đang đào khá là sâu, khá là rộng rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa thắng được anh em. Cảm giác chưa thắng nổi. Ok. Bước ra đây. Thôi mấy con này nó đi có một lane nè, nó ngu rồi. Và nó đi hai bên là tôi không thủ được đâu. À, chúng ta đã qua một quay mà không tốn một máu nào. Đó là dấu hiệu của điềm lành. Cây nở chậm quá. Cây ơi hãy nở đi. Thôi tôi đào gần hết cái map luôn rồi đó em. Em nhìn thấy không? Tôi đào tới dách hết rồi. Vẫn chưa tìm thấy cái viên đó nha. Nó nằm ở đâu vậy ta? Cố tình nó cho tôi thua rồi em ơi. Khó rồi.
game làm deal thế nào, nãy giờ chưa thấy gì chứ nhờ. Không có vàng bạc gì chứ, hồi lên cái đi. Khó quá. Game làm khó quá. Đào nãy giờ không thấy quỷ gì chứ. Vào đi. Nữa hả? Good. Con chim này. Bắn chim trước nha anh em cứ bắn mấy con chim trước, mấy con này không có đam nhiều. Hết tiền rồi đó. Ok, từ từ bình tĩnh, tự tin chiến thắng. Cái cây đó thì tí mình lại mình chết sao. Không có vội. Giác chúng ta sắp thắng rồi. Chúng ta cứ đào ngang qua đây, có khi chúng ta lại tìm thấy cái viên ấy. Có vàng. Vàng cũng được mà không vàng cũng không sao, tầm này không cần nữa. Nhiều nha. Nhiều thế. Cố gắng đem nhiều nhất có thể lên. Bỏ làng gì đi. Lên thôi, bây giờ tôi khá là trầm cảm luôn. Nếu mà tôi không thắng là tôi xóa game đó. Phải thắng. Phải thắng chứ. Trời, biết bao nhiêu dáng rồi chưa thắng được map 2 nữa. Rồi sẽ tới cái map 3 cho chịu nổi. Okay. Nâng cấp thôi. Nâng cấp gì bây giờ? Cấp mỏ đào. Như đây. Bây giờ chúng ta chỉ còn đủ tiền để chúng ta mua một cái nâng cái sửa nhà cuối cùng thôi anh em ơi. Thôi, tới đâu hay tới đó đi. Cố lên. Nhanh đi, ra đây. Chúng ta không còn gì để mất nữa cả. We don't have. We have no thing to lose. Ok, vô. Diệt cái con này trước nè. Con này nó mạnh nhất. Rồi, ây da. Này nhiều giấy nãy mới diệt mà. Qua đây. Ok, còn nửa cây. Nếu mà bây giờ không thắng thì chúng ta đi đấy. Không thắng là thua luôn á. Ô, nào. Ô, đùa hả? Nguyên cái cây vậy nở ra có một ấy vậy, ít vậy. Nở cho má mày ăn hay gì ít vậy. Nhiều vàng lắm rồi nhưng mà không có cần nữa đâu bạn ơi. Tôi chả cần nữa rồi. Sao nhiều dữ vậy? Tự nhiên nó cho mình nhiều vàng dữ vậy. Bữa ăn cuối cùng trước khi lên thiên đàng. Vàng thì mình đâu có nâng nhà được đâu. Đâu có tăng thủ lên được nữa đâu. Mình coi mình có nâng cái gì trong đây được không nha. Đây đây mình sẽ nâng giáp của mình lên nè. Ok, nâng giáp đi. Yeah. À, mình có thể nâng cái này mà sao mình ngu thế. Ok, nó nâng giáp đi. Có hơn không. Sầu thế.
Ôi lên lẹp, sắp chết tới nơi rồi. Sâu lắm anh em ơi, đào sâu lắm rồi đó. Mà chưa thắng nữa. Sẽ nâng cái siêu này cho nó cứng hơn thôi. Kệ đi. Vào luôn. Không còn gì để mất cả. Rồi xong rồi, kết thúc rồi. Oh shit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ok, chúng ta đã thua. Chúng ta đã thua rồi nè. Ok, thì tôi sẽ cố gắng tôi giành chiến thắng game này ở tập tiếp theo, một tập nữa nha anh em. Hy vọng là tôi sẽ giành chiến thắng. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều. Bye. Sorry.